Trong 2 ngày cuối tuần đầu tháng 3 năm 2019, các điểm du lịch trải nghiệm ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đón nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm tại các địa điểm du lịch trong huyện. Trên 40 lượt khách từ các du thuyền đã cập bến sông Tiền để tham quan làng nghề dệt choàng ở xã Long Khánh A. Du khách đã cùng người dân nơi đây trải nghiệm các công đoạn làm nên chiếc khăn choàng Nam Bộ truyền thống. Nhiều sản phẩm khăn choàng cổ, ví, túi sách cũng được khách mua về làm quà lưu niệm. Đồng thời, nhiều đoàn khách cũng đến tham quan những ngôi nhà cổ tại xã Thường Thới Tiền. Trong 2 tháng đầu năm 2019, các điểm du lịch trải nghiệm du lịch sinh thái ở huyện biên giới Hồng Ngự tiếp đón khoảng 12.000 lượt khách. That's with the small community up in.